Thì đây là lần thứ hai em đi Mùa Hè Xanh, thì nhưng mà cái cảm xúc của em nó vẫn rất là như ngày đầu, như lần đầu tiên em được đi Mùa Hè Xanh. Hy vọng là em cũng sẽ mang lại được cho những người dân ở địa phương, cũng như là mang lại cho các bạn một Mùa Hè Xanh thật là ý nghĩa. Và cuối cùng thì em cảm ơn quý công ty đã đồng hành cùng tụi em trong cái chiến dịch ý nghĩa này. Soluda cảm ơn tất cả các ban giám hiệu nhà trường, các chiến sĩ đã tổ chức một cái Mùa Hè Xanh rất thành công của năm 2017, và tiếp tục năm 2018 Soluda chúng tôi đồng hành với các bạn trên các mặt trận như Tây Ninh, Trà Vinh, Củ Chi và Thành phố Hồ Chí Minh. Rằng Mùa Hè Xanh năm 2018 là một kỷ niệm tốt trong cuộc đời sinh viên của các bạn, và tôi xin chúc cho ban chỉ huy chiến dịch và các bạn sinh viên có một Mùa Hè Xanh thật ý nghĩa và có nhiều kỷ niệm đối với chính bản thân mình và đối với địa phương mà nơi các bạn đóng quân. Tài trợ cho chiến dịch Mùa Hè Xanh 2018 của Đại học Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.